Giữa những ngày nóng bỏng chuyện Biển Đông, chúng tôi đến với một hòn đảo nhỏ phía Bạch Đằng, thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đảo có tên gọi Hà Nam. Đây không phải là một chuyến du lịch tham quan biển đảo, mà là đến với một làng nghề đặc biệt nơi đầu sóng. Nó đặc biệt bởi nghề này không có phường, có hội, không khoán ước và không cả việc giữ bí mật tay nghề. Và càng đặc biệt hơn khi công việc làm nghề chỉ diễn ra vào những lúc nông nhàn, vì người làng vẫn lấy cây lúa làm đầu. Hình như nó là nghề tay trái, nhưng thật là lạ, khắp bản dân thiên hạ ai cũng gọi cái làng Hưng Học nhỏ bé này là làng nghề đan ngư cụ, với một vẻ nể phục và trân trọng. Hãy cùng chúng tôi khám phá sự đặc biệt này. Vào khoảng cuối triều Lê Hồng Đức, có một nhóm cư dân vùng Tả Quan, Chí Linh, Hải Dương đến khai khẩn vùng đất này, lập nên một làng gọi là làng Quan, sau đổi là làng Hương, và đến đầu triều Nguyễn đổi tiếp thành làng Hưng Học. Những quá trình tụ cư diễn ra liên tục đã biến làng Hưng Học thành một làng có rất nhiều dòng họ cùng sinh sống. Theo các cụ cao niên thì cây đa cổ thụ dợp bóng chở che cho ngôi đình làng cổ kính này là chứng nhân cho làng Quan từ thuở khai canh lập ấp. Chỉ riêng cái tên làng nghề đan ngư cụ cũng đủ nói lên rằng làng này và nghề này luôn gắn liền với sông nước và biển cả từ bao đời. Có người đặt câu hỏi rằng với một ngôi làng cùng tồn tại nhiều dòng họ như thế, thì dòng họ nào là thủy tổ của nghề đan ngư cụ ở đây? Câu trả lời đang ở trước mắt chúng ta. Đây là từ đường dòng họ Đặng, nơi có bài vị thờ ông tổ của nghề, cụ Đặng Huy Đôn, nơi hậu duệ nhiều đời của cụ vẫn nối nhau hương khói quanh năm và thành kính ghi tạc trong lòng lời răn dạy. Cây có cội, nước có nguồn, ngàn năm tưởng niệm, thiên kinh địa nghĩa muôn thuở ghi lòng. Cụ tổ đây là cụ, tên là cụ Đặng Huy Đôn. Cụ như vậy là chính quê cụ là ở Hải Dương. Thế là cụ thế là siêu bạt về đây và sinh cơ làm việc ở đây. Thế là cụ thế là mang cái nghề đan nát này thì như vậy là từ Hải Dương về. Đồng thời là cụ là những người mà phát sinh ra cái nở, đầu tiên là cái nở bóng rất nhỏ. Thế nhưng mà sau đó các cụ lại phát sinh ra là cái đó dựng, cái đó tép, rồi nở cua, rồi nở giếc, mà đến nay thì gọi là cái nở xong. Mà chính cái nở xong đó hiện nay thì này có thể nói rằng giải khắp cả miền Bắc, mà cụ thể gần nhất nhiều nhất là tỉnh Quảng Ninh. Khi mà cụ về đây, đồng thời con cháu của cụ được nối tiếp cái nghề của cụ. Đến nay cái nghề này được lan rộng ra cả cái làng học. Chính có cái nghề này thì làng học mới có công ăn việc làm. Mọi người thế là sau những cái giờ sản xuất, cái nghề này có thể là tranh thủ cả ban ngày ban đêm. Thế là ngoài cái giờ sản xuất ra còn đều làm hết cả. Thật may khi về làng Hưng Học hôm nay vào đúng dịp nông nhàn, nên thật dễ dàng bắt gặp những cảnh này. Công việc làm nghề không phân biệt sang hèn, tuổi tác. Đâu đó trong căn nhà chịu nặng vết thời gian là dáng lưng còng của các mẹ ngồi đan. Những bàn tay đã héo khô vẫn thoăn thoắt lướt trên các sản phẩm đang làm, như nghệ sĩ lướt trên phím đàn nhiều cung bậc. Và đâu đó, dưới một góc hiên nhà vắng lặng, bóng một trung niên đang lặng lẽ ngồi đan. Hình như cái nghề này, một khi đã nhập tâm, thì ngôn ngữ là ở đôi bàn tay biết nói. Những đôi bàn tay của các nghệ nhân đã kể ta nghe từ việc trẻ nứa, trẻ tre, bóp thành những chiếc nan, và sau đó, như phép màu, biến chúng thành những chiếc lờ bắt cá, bắt tôm. Dẫu biết rằng những thứ này chỉ là công cụ làm ăn, vẫn in đậm chất mê say nghệ sĩ.
Vâng, phải là nghệ sĩ, nghệ nhân mới có thể đạt đến trình độ điêu luyện khi vừa làm vừa theo dõi TV như người phụ nữ này. Nhưng khi được hỏi về nghề, chị trả lời giản dị. Gia đình làm cái nghề này, nghề truyền thống gia truyền mà, mình làm từ lâu rồi. Nên là các cụ, ông bà là biết làm rồi, mình lớn lên là biết làm từ ngày bé. Thì riêng cái nờ này thì là coi như là giấm cá bống, cá bớp và đơm cả tôm. Thế còn có cả một cái loại nờ là giấm cua nữa, giấm cua đồng đấy. Đấy, còn một loại nờ đó thì giấm cá sậu ra biển, giấm cá song, cá gì à. Còn ở trong đồng thì giấm được cả cá rô phi, cá chép. Như đã nói, nghề đan ngư cụ ở Hưng Học khởi nguồn từ họ Đặng. Nhưng dòng họ Đặng không muốn giữ bí mật làm nghề cho riêng mình, nên truyền thụ nghề này cho các dòng họ khác trong làng để tạo công ăn việc làm và giúp nhau nâng cao đời sống. Dẫu biết rằng cái nghề đan ngư cụ này đang phát triển khắp làng, tạo công việc cho mọi lứa tuổi, nhưng một câu hỏi vẫn cứ lởn vởn đâu đó trong đầu là sản phẩm làm ra sẽ được tiêu thụ ở đâu? Và nhất là những chiếc lờ nhỏ bé này có chỗ đứng thế nào khi so sánh với những thiết bị đánh bắt xa bờ hiện đại của những con tàu khổng lồ ngoài đại dương. Ông Hoàng Văn Choảng, một người thợ làm nghề ở làng cho biết. Chúng tôi làm ra sản phẩm thì thứ nhất là nếu ở trong tổng Hà Nam ví dụ như thế thì chúng tôi bán cho ở dưới xã dưới là khu Niên Hòa, Niên Vị. Đấy. Ngoài xã bạn có nghĩa là bên Hà An, Hoàng Tân và Hòn Gai với Tiên Yên Móng Cái. Đấy. Và đánh bắt xa bờ thì bắt những con nhất là con cá bơ giấm bống đấy, nờ bống là bắt cá bống, cá bớp. Nờ xong thì bắt được các loại cá nhưng mà chủ yếu là bắt những cá xong, nó hầu xuất khẩu tốt. Còn nếu chúng tôi mà duy trì được cái nghề này mà đầu ra mà nó mà sẽ chạy thì chúng tôi sẽ bán được tất cả các khu, ví dụ như cả Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định là rất tốt. Cũng còn một bí mật nữa khiến cho các loại ngư cụ đan tay bé nhỏ này còn tồn tại mà chúng ta nên biết, đó là những sản phẩm cá tôm được đánh bắt từ lờ và đăng đó luôn có giá trị kinh tế cao hơn hẳn loại cá tôm đánh bắt bởi tàu thuyền và đông lạnh. Điều này chỉ những người sành ăn là hiểu nhất. Song hành cùng nghề đan lờ, ở làng Hưng Học còn có một nghề đan lát khác không kém phần nổi tiếng. Đó là nghề đan và đóng thuyền nan. Một loại thuyền nhỏ, gọn, phù hợp với địa hình những vùng sông nước và các bãi triều dày đặc ở đây. Không khó để có thể bắt gặp bóng dáng những chiếc thuyền nan phơi mình trên khắp các đường làng, ngõ xóm và cả các lán đóng thuyền dày đặc trong làng. Nguyên vật liệu đan thuyền cũng vẫn là những thứ thân quen được thử thách ngàn đời trên sông nước như nhựa đường, gỗ, tre, mây, nứa, phân bò. Mỗi loại đều có công năng riêng để tạo ra sự hoàn hảo cho một con thuyền. Ở một vùng đất vừa có biển mênh mông lại có sông ngòi chằng chịt thì sự góp mặt của những chiếc thuyền nan cơ động là điều không thể thiếu. Hãy thử tưởng tượng xem trước cánh đồng dày đặc kênh mương, giao thông sẽ ra sao nếu thiếu đi những con thuyền. Cứ thế, chẳng hiểu từ lúc nào, những chiếc thuyền nan đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của cư dân sông nước trên mọi nẻo đường mưu sinh. Thuyền nhỏ đi lại trong đồng, thuyền vừa ra sông ra biển thả lưới quăng chài. Thuyền to hơn chở vật liệu, hàng hóa tới muôn phương. Với bí quyết tay nghề từ bao đời trao truyền lại, những người thợ làng Hưng Học đã sáng tạo ra những chiếc thuyền nan nổi tiếng khắp nơi và trở thành mặt hàng chạy nhất ở đây. Thậm chí có đơn đặt hàng ở tận nước ngoài. Nếu như đúng cái làng nghề của làng Hưng Học này ấy, tồn tại đến từ lúc đó đến bây giờ là khoảng 5 đến 600 năm. Mà chuyên làng nghề là chỉ có đan thuyền và làm nở. Nếu mà làm nghề thuyền thì chúng tôi sẽ đánh bắt, ví dụ thuyền to thì chúng tôi làm than để chở gỗ, thuyền nhỏ
thì chúng tôi sẽ đánh bắt xa bờ cá tôm. Đồng chí Kiên vừa rồi cũng xuất sang nước ngoài Malaysia đấy, vài được khoảng 5 đến 7 cá. Vâng, người hưng học nổi tiếng và tài hoa như thế, nhưng dường như có gì đó như thiếu một chút tự tin, hoặc giả là lòng tự tôn khiêm tốn, mà ước mơ được vinh danh một làng nghề chính thống đến nay vẫn còn quá xa xôi. Tâm sự ấy được ông Đặng Xuân Trường thổ lộ. Tôi là con cháu của cụ tổ mà. Thì cái nguyện vọng của tôi là đề nghị thế là cấp như thế nhà nước và các cái tổ chức có thẩm quyền giải quyết ấy, là công nhận cụ tổ sản sinh ra cái làng nghề này, đồng thời cũng phải công nhận cả làng học là cái làng nghề truyền thống, tức là như do cụ tổ họ Đặng tộc truyền lại cho thì mới có làng nghề. Câu thành ngữ xưa hữu xạ tự nhiên hương có lẽ đúng với làng nghề hưng học. Những người thợ trong làng cứ cần mẫn làm nghề suốt tháng, suốt năm vì cuộc mưu sinh, không ầm ĩ khoa trương, chẳng ồn ào quảng bá. Công việc cứ thế diễn ra như thổi cơm, nấu nước mỗi ngày. Và sự nổi tiếng của làng nghề hình như không định trước, cũng tự nhiên như cuộc sống vậy thôi. Một mai, có thể các bãi triều và các đầm nuôi tôm cá ven biển sẽ không còn. Thay vào đó là các nhà máy đóng tàu và cảng biển. Liệu nghề đan ngư cụ truyền thống có còn? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh chúng tôi khi rời xa hưng học.